Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn, các anh nhỏ đã đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Bữa nay thì Linh với mẹ rửa cái cối xong rồi xay gạo để làm bánh chuối chiên ông bà cô chú các bạn ơi. Thì bánh chuối chiên mình có thể mua bột ngoài chợ cũng được nữa, nhưng mà mình xay bột ở nhà thì cái bánh làm sẽ giòn và ngon hơn. Giờ thì Linh đang xay bột, mẹ Linh thì phụ Linh bỏ gạo lên để xay. Mới xay mấy cái đầu tiên nên là nó chưa ra bột, đang chuẩn bị ra. Thì ở đây có cái đường nè, mình xay rồi cái gạo nó rớt xuống. Bỏ đại nhiều nhiều đi mẹ. Giờ là bột nó bắt đầu nó đang chảy từ từ xuống nè. Chưa chiên bánh nữa là Thịnh xin trái chuối ăn trước rồi. Chuối ngon không con? Ngon hả? Cái này mình xay mình khỏi bồng nên là mình đổ nước ít ít thôi, đừng đổ nhiều quá. Đổ nhiều quá lát nó bột nó bị lỏng là mình phải bồng bột lại nữa. Đổ đi mẹ hết rồi đó. Cối này chắc cũng lâu dữ hay mẹ? Lâu. Rồi bỏ vô. Bà chào hồi bà cố cái gì. Là cũng mấy đời ha. Mà cối này xây nó chậm lắm, chứ không phải lẹ như cối người ta. Linh xây vậy lúc này là bột nó đang chảy từ từ xuống á. Tại vì không có cái chỗ nào cao hết trơn nên là để đại ở chỗ góc này nè. Rồi tiếp nữa mẹ hết gạo rồi nè. Chắc là như hơi lỏng. Tại mẹ bỏ nước nhiều, mẹ bỏ gạo thôi đừng bỏ nước, nó tự chảy xuống à. Đúng rồi, bỏ bên này nó cái bỏ bên này nó xuống gạo nhiều hơn nè mẹ. Đổi lại cái tay ngược lại nè. Nè đúng rồi nè, hèn chi. Tại vì do là mẹ Linh chim cái cây ở trên đây nè, cho nó chuối cái cối xuống nên là mình thấy nó hơi bị không lệch là đúng rồi, bên này cối xuống nhiều, nước xuống nè, bột xuống nè. Con mình nó không xuống. Bây giờ là mẹ lấy cái muỗng rồi mẹ vét xuống đây, con xay hết gạo rồi đó. Vét cho bột chảy xuống hết đi. Hồi nãy giờ xay gọi tầm ký ngoài gạo mà được thau bột nhiều quá trời luôn nè. Ngâm 6 lon gạo hả mẹ? 6 lon. Bao nhiêu đây là hả? Chắc chiên được mấy trăm bánh luôn á. Thấy chứ con chia hai vuông mà con chiên được cái con trụng lại nó thau bột á. Đây con vét mấy anh này. Ở trên bột vậy là mình vậy là dừa hay mẹ? Ừ. Không có bị lỏng bột nè. Dạ thì đây là cái bột mà mẹ Linh với Linh mới vừa xay ra, thì bột rất là mịn, nhìn rất là ngon luôn. Thì lúc này là Linh sẽ pha bột để mình có cái hỗn hợp bột để mình chiên bánh cho nó giòn và nó phồng ha. Thì này Linh sẽ cho vô một bịch ngũ cốc. Đây là công thức mà Linh mới học được á, không biết làm có thành công không nữa. Linh cho một bịch mè đen vô để cái bánh mình có nó có màu đẹp. Sau đó thì ở đây là Linh có sẵn nước đường rồi nè, Linh cho vô một tí nước đường. Nước đường này là mình pha thành, mình thắng thành cái màu cánh gián ha. Đừng có thắng đậm quá, lát mình chiên cái bánh lên nó nhanh vàng lắm. Nếu mình không pha nước đường thì mình có thể là cho đường trực tiếp vô. Bạn nào thích ăn ngọt thì mình cho nhiều nước đường, thích ăn lạt thì mình cho ít nước đường lại, cái đó là tùy mình. Kế tiếp thì Linh sẽ cho vô đây khoảng tầm một giá bột mì để cho cái bánh mình nó giòn hơn. Và cho một xíu bột năng để tạo cái độ phồng của bánh. Bột năng này cho ít thôi, đừng cho nhiều ha. Rồi, vậy là Linh đã bỏ hết những cái hỗn hợp rồi đó. Và Linh cho thêm xíu muối. Muối này là Linh dùng muối hộp. Đây là công thức mà người ta chỉ Linh, là người ta nói là người ta làm bán, người ta sẽ làm theo cái cách này á. Không biết có thành công không nữa, thì Linh cứ làm đại theo. Không có tỷ lệ gì hết á, Linh chỉ nhắm chừng thôi à. Giờ thì Linh sẽ quậy đều cái hỗn hợp này lên. Bỏ cái ngũ cốc vô thì cái bánh của mình ấy, nghe nói là ăn nó sẽ có cái vị béo béo mà thơm. Mẹ phụ con ép chuối ra đây mẹ, mẹ bắt chảo dầu lên được rồi đó mẹ. Mẹ bắt chảo dầu lên ha. Dạ.
Thịnh à, con ra đi vô. Ra đi con. Ra đi con. Bây giờ thì Linh sẽ cho vô thêm một xíu chanh. Nãy giờ Linh quên vụ cho chanh nữa. Mình không có chanh thì mình có thể là cho giấm nha. Chanh với giấm thì có thể là, chắc là Linh nghĩ chanh với giấm này là giúp tăng cái độ giòn của cái bánh của mình nè. Rồi Linh quậy đều lên. Con đi qua bên đây nè, đặng nội đổ dầu rồi vô nè. Để con đi với giờ là này. Nhìn cái hỗn hợp bột là rất là ngon rồi đó. Để chiên cái bánh lên thì mình mới biết cái thành quả nó như thế nào. Linh đang nhờ mẹ Linh bắt chảo lên để chiên phụ Linh. Thì sau khi bắt chảo lên thì chắc đổ dầu lên. Thì trong lúc mà đợi dầu sôi thì Linh quậy cho cái bột này nó tan ra. Cái này là mình chiên là phải để dầu thiệt là nhiều để cái bánh mình nó mới phồng to được. Chưa chưa có cái bánh chú chiên giòn giòn ăn ngon. Được cái heo nhiêu đó được nha. Dạ. Có khoảng 2 lít, chút ngoài 2 lít rồi đó. Dạ bây giờ là cái hỗn hợp nó mịn nó đều rồi. Thì mẹ Linh sẽ bắt đầu chiên bánh nha. Linh thì sẽ phụ mẹ ép chuối. Thì ở đây mẹ có chuẩn bị một cái sống của cái cây chuối ha. Mình làm cái đồ để cái bánh cho cái bánh nó dài. Hoặc là nếu như mình không có cái chuối, mình ra chợ mình mua cái đồ để chiên bánh cũng được. Bỏ cái chuối lên. Chuối thì Linh sẽ chép ép theo cái chiều dài á. Giờ bột là mẹ đổ lên. Dạ. Đổ lên cái cho nó giáp rồi cái mình chiên. Cái này thì mình phải chiên hai cuộn thì nó mới vị. Nè, mẹ đổ vậy đó. À. Thêm, bắt đầu mình thêm nha. Thêm cho nó nhiều, mình chiên cho nó mau á. Trái chuối thì Linh để bọc nè. Linh ép theo cái chiều dài. Cho cái trái chuối mình nó dài để cái bánh nó dài đẹp. Này là Linh ép nửa trái chuối. Để chuối lên mẹ luôn nha. Con để lên luôn nè. Đó. Rồi cái mẹ múc bột mẹ để lên. Vừa thay bột nhiều quá nó dày cái chuối, cái bánh nó không có thì. Không biết là có giòn không nữa. Chiên đại đi chứ giờ biết sao giờ. Và nó giòn thì ngon, không giòn thì nó hơi dở. Chứ mình cũng có chuyên nghiệp. Rồi bây giờ cái này nó ấy nha, cái đầu mình bỏ xuống mình nhúng. Nhúng lại quận 2. Nhúng lại quận 2. Cái bánh này mình nhúng lại cho nó phì. Nè, đó, cái mình nhúng cho nó đều rồi cái mình bỏ vô. Bỏ cho mình chiên lại cho nó bớt bớt bột cái để thôi, để nhiều bột á nó hơi dày bột quá. Bỏ vô. Còn cái kia là nó cũng bột nó ấy, cái mình cũng lấy ra mình nhúng. Bỏ vô cho cứng cái bánh là mình bỏ xuống mình nhúng lại quận 2. Đó. Nhúng cho nó chảy bớt à. cái bánh chứ để thôi, để nhiều quá bột quá nó cứng nó dày. Rồi mẹ bỏ đó vô, con ép xong trái nữa nè. Trái chuối mình ép đẹp mình chiên cái bánh nó đẹp, chuối mà ép xấu là chiên bánh xấu hả? Chứ nhầm khi mẹ bỏ vô khi nó cong nữa. Nó cong nữa hả? Ừ. Khi mình lâu lâu mình chiên lần chứ không phải mình lâu lâu mình chiên hoài thì nó khéo tay, còn lâu lâu mình chiên lần nó làm cái tay mình nó không có được nhừng, nó không có được khéo tay. Trái chuối nào bự thì Linh xẻ làm hai, trái nào nhỏ thì Linh để nguyên trái. Cái chảo cái lò nó cao quá, mình phải ngồi chùm hổm lên mới được. Còn cái này nè. Thôi mẹ bỏ trái chuối bị cong rồi, cái bánh bị cong. Ừ. Dạ con chiên bánh cô Sáu ơi, chiên bánh chú chiên. Đám hay gì mần vịt, hay mần vịt ăn cô Sáu? Dạ. Dạ. Phì không mẹ? Wow, nhìn kìa. Mà nó hơi bị dính dính lại ha. Coi phì không? Lần đầu tiên làm theo công thức này á, nhưng mà không biết có phì không nữa. Qua phụ mẹ chở đi. Một tay mẹ Linh làm không kịp. Nè cái bánh nó cũng phì lên nè.
Nó đang phì á, mình chiên hai quận là nó sẽ phì lên nè. Để cho trống cái mày ăn mày bỏ vô. Lâu lâu chiên nó không khéo. Chiên có bánh bự bánh nhỏ. Không có đều, mình ép nó cũng không đều nữa. Cái bánh lúc này nó phì lên cũng nhìn rất là ngon luôn nè. Rồi bây giờ thì Linh sẽ vớt cái nào vàng thì mình sẽ vớt ra. Ở bên đây thì cũng có đó nè. Bên đây mấy cái này vàng vàng nè. Ồ, cái bánh phì lên tròn vo luôn á. Cái này là trái chuối của mình nó dài bao dai là nó sẽ ra cái hình vậy hả? Tại vì Linh với mẹ làm trái chuối nó cũng hơi ngắn nè. Nên là nó ra cái bánh nó cũng hơi ngắn ngắn à, chứ nó không có dài giống như người ta bán. Ta bán người ta đổ sao khéo quá mẹ. Dài thòn luôn á, dài thòng lòng luôn. Người ta quen ta. Hai mẹ con mình đổ cái bánh ngắn ngủng à. Người ta đổ quen tay, còn mẹ con mình lâu lâu làm lần nó đâu có khéo bằng ta. Mà nó cũng phì nè, phì nhìn ngon á. Nè cái này mẹ nhúng lại quận 2 nữa nè. Nhúng lại quận nữa ha. Tại vì nó ấy là mình nhúng lại quận 2 nè. Là mình bỏ vô. Gió quá chị, gió. Gió quá trời gió, làm sao phát lên gió dữ vậy. Qua Tết gió, qua Tết mà còn gió nữa. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì Linh với mẹ vừa chiên bánh chuối xong thì Linh bỏ vô mâm, Linh cũng xách đi vòng vòng sớm bán. Tại vì Linh chiên, Linh sợ bánh chuối không đủ bán nên là có chiên thêm bánh khoai chiên nè. Bánh chuối Linh chiên này thì rất là phồng, rất là ngon luôn á. Giòn lắm ông bà cô chú các bạn ơi. Chiên mà để tới giờ nó cũng nguội rồi đó, nhưng mà vẫn còn phồng, còn giòn luôn. Ồ đằng trước quá trời nít luôn. Lại đây bán đắt luôn luôn ông bà cô chú các bạn ơi. Tại bữa nay là chủ nhật á, mấy đứa bé ở nhà không có đi học, nên là Linh đi vòng vòng sớm bán. Bánh khoai chiên đây, bánh khoai chiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Bánh chuối, bánh khoai đây. Bữa nay mấy đứa nó không có đi học cái nó tập trung về đây đông quá. Bánh không về? Không mua hả? Ờ, hỏi mấy chế một bánh không? Bữa nay chế Linh bán bánh. Bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Dạ 10 ngàn hả chú? Chế bánh là bán bánh chuối chiên với bánh khoai chiên. Đợi chú qua bên này cái chế qua. Qua như ý coi. Qua cầu mời cô chú các bạn ơi. Không có ghé mà chú nghe Linh gào chú kêu Linh qua. Một xẻ bánh cũng nặng lắm luôn á. Chú đâu rồi ta? Chú lấy 10 ngàn á chú? Dạ. Bữa nay con có bán thêm bánh khoai, chú ăn bánh khoai hay bánh chuối? Bánh khoai 10 ngàn bánh khoai hả chú? Dạ, bánh khoai 3 miếng 5 ngàn. Dạ, dạo này làm bánh lên đi bán. Rồi, 3 miếng con tặng thêm 2 miếng 10 ngàn. Rồi, cảm ơn ý, cảm ơn chú. Dạ, đi bán tiếp. Dạo này thất sở rồi chú ơi. Phải đi vòng vòng vậy đó. Qua đây tới Vi, bên Vi đông lắm ạ. Bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây bà con cô bác ơi. Ngày nào cũng cho ông Dượng cũng ủng hộ hết trơn á. Bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây bà con cô bác ơi. Ủa, lấy mấy cái anh? Cái nhiêu vậy? Dạ cái 5 ngàn. Trời. lộn cái 2 ngàn. Ba cái hả anh? Lấy 3 cái đi. Dạ. 3 bánh chuối ha. Rồi lấy cái nào mà cho anh mè mè nhiều nha. Dạ, yeah. Để em coi cái nào nó đen đen khét khét á, là cái đó nhiều mè. Hai cái nhỏ, cái bự ha. Dạ, ba cái 6 ngàn.
Thôi hai cái nhỏ cái bự tính 5.000 thôi. Trời chết rồi bé, bán chứ mình ta gì đâu mê quá. Dạ 50 là thôi 45.000 phải không? Đúng rồi, đúng rồi. 1, 2, 3, 4. Rồi, cảm ơn anh. Trời vẫn còn nắng mà đi bán hả? Bán để người ta ăn cơm chiều là hết luôn á. Là bán é luôn về ăn hết trong bánh này luôn á. Rồi, cảm ơn, đi vô, ông Dượng ủng hộ. Lấy dĩa ra đây chứ được. Rồi. Rồi, lấy dĩa để khỏi bọc không? Dạ. Ba cái 5.000. 10.000 6 cái tặng thêm cái bánh chuối chiên khuyến mãi. Dạ khuyến mãi thêm bánh chuối chiên. Bánh khoai nha, mua bánh khoai hay gì? Dạ mua bánh khoai tặng thêm cái bánh chuối chiên với cái bánh khoai. Rồi cảm ơn ông Dượng, cảm ơn Vy. Rồi, có gì đâu. Dạ con đi tiếp ông Dượng ơi. Dạ. Tiếp con đi bán nha, mau lẹ. Dạ ông Dượng mở hàng là bán nhanh hết lắm, xíu nữa hết giờ. Dạ đi ông Dượng ơi. Bánh chuối chiên nè, bánh chuối chiên đúng hỏi vừa thổi cho ăn đây bà con cô bác ơi. Nghe tiếng gào của thôn nữ Cà Mau ai cũng sợ cho ăn á. Ăn bánh chuối chiên đúng nè, bữa nay cho lên bán bánh chuối chiên. Bánh chuối chiên mè. Ăn không? Hỏi mẹ ăn bánh chuối chiên nữa không? Ăn không qua rồi, bữa nay ngán rồi bố. Rồi cho lên đây bán à. Có chiên khoai nữa mà hết khoai rồi. Bánh chuối chiên nó hỏi gì thổi cho ăn đây. Bánh chuối é. Đi đường này vô được phải không cô Nam? Dạ. Dạ chiên xong mới đem đi bán nè cô Nam. Dạ. Dạ. Chưa mà làm không kịp, làm từ trưa tới giờ có mình làm chậm quá. À, sao? Dạ ăn cái 2.000. Này lần cô Năm làm gì? Muối cải cà gót hả? Cải muối hả? Ở nhà cô Năm trồng á hả? Ngon lắm, giòn lắm, con mới chiên ra nóng hổi luôn. Để tới ngày mai nó cũng còn giòn luôn á. Bánh này để không có bị xèo. Cái này là làm cải trắng muối nè. Cải này là cô Năm tự trồng hả cô Năm? Ở nhà tự trồng rồi muối luôn. Dạ cái này cô Năm có bán không? Tưởng bán con mua ủng hộ. Này là tự muối ở nhà luôn. Cái này mình sắc ra mình hầm canh hoặc là chiên hột vịt ăn ngon lắm. Cải muối ở nhà làm vậy chất lượng. Ở nhà mình làm là nên thấy cái củ cải nó trắng hơn. Ở ngoài chợ người ta bán củ cải đen lắm, đen xì lì xí lý luôn. Chiều đi bán giờ này sắp tới giờ cơm mày, nên là bán cũng không có được chạy lắm. Mà bánh này là bánh Linh làm ngon lắm, cái bánh nó xốp xốp gọn. À, Linh vẽ là cái bánh nó giòn. À, ở bên trong nè, giòn ngon lắm, bánh Linh làm chất lượng. Cũng giống như ngoài chợ bán nhưng mà tại vì mới làm lần đầu á nên là đổ cũng không có khéo. Phải mình làm lâu, mình bán hàng ngày chuyên nghiệp thì mình đổ cái bánh nó mới khéo, có cái đẹp cái xấu. Mà ăn nó ngon. Tự làm tự khen luôn. Lại mấy cái cô Năm. Cô Năm lựa đi. Bỏ bọc ha. Giòn hay giòn cứng ta? Dạ giòn không. Giòn sớt hay giòn cứng? Nè cô Năm ăn thử đi. Nè con mới vẽ ra. Ngon lắm. Giòn cứng rồi. Giòn. Giòn cứng. Dạ. Giòn mà được cứng. Hai cái hả? Dạ hai cái 4.000. Rồi thôi cô Năm 6.000. Hôm nào cô Năm cũng làm gì nè? Dạ. Có ai không mãi cho muối nên làm sao đó. Dạ, rồi cảm ơn cô Năm. Dạ. Thích dắt chưa hả? À? Dạ, dắt chưa đó, bụng bán đắt hơn. Dắt này tại tới buổi giờ cơm rồi. Buổi chiều không còn mà làm cho mấy nhỏ nữa hả? Dạ thì làm đi bán luôn nè, tại mấy bữa nay mấy đứa nhỏ nó đi học á. Nên đi vòng vòng bán luôn, sẵn làm xong mới đi bán luôn. Nên lâu phải vượt ngồi chiên bán con ngồi buổi trưa rồi. Mà thấy mấy đứa nhỏ nó đi nắng tội nghiệp. Đi cô Năm ơi. Bánh chuối chiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây bà con cô bác ơi. Bánh chuối chiên đây bà con cô bác ơi.
thể ở nhà đi vòng vòng, ngủ vòng vòng sớm. Có ở nhà không? Bánh chiên chiên không Khang? Cá 2.000. Cá gì chứ? Cá 2.000. Ăn mấy cái? Rồi, có khách ủng hộ, có khách ủng hộ không? Khách sợp, khách sợp. Lấy cái dĩa ra chứ đựng bánh luôn, khỏi lấy bọc. Lấy cái tô dĩa không được. Lấy mấy cái? 10.000 ha, 10.000 5 cái tặng cho 1 cái luôn, khuyến mãi, cái 2.000. 3 cái, 4 cái, 5 cái nè, tặng cho em bé tí tị tì tì. Rồi, cảm ơn Khang. Đi bán tiếp. Cảm ơn cưng. Bán xíu nữa hết ông bà cô chú các bạn ơi. Chị đi nha Khang ơi. Bánh chú chen nóng hổi, vịt hổi vừa ăn đó bà con cô bác ơi. Làm bánh khoai với bánh chuối, bánh khoai bán đắt hơn bánh khoai mới, bán ở hai nhà hết rồi. Ở đây còn bánh chuối không à. Bánh chuối chiên mất người ơi. Bánh chuối chiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ủa, quá trời gà chạy vậy. Ê, đi vô đây luôn. Tới đây luôn. Tới đây bắt mồi núi gì vậy? À, gọng cá hả? Ê, đi lên đây có trọng gì không? Ủa trời, gọng vậy đó hả? Cái này mấy chục ký bắt mười? Mười mấy ký, gần 20. Gọng cái có ai bán là mua luôn hả? Đâu có, khi người ta vô người ta. Dạ, con ơi, bán bánh chú chiên ơi, cô Bảy ơi, tiếp bánh chú chiên con nè. Ờ, vô. Bác Mười bán cá hồi lòi, 1 ký nhiêu bác Mười? Ký 70 ngàn. Ai ăn đặt hàng bác Mười ship luôn tận Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu cũng ship hết, dạ. Mấy chục ký, 100 ký á bác Mười? Được 100 ký. 100 ký à? Dạ. Con nhỏ. Ê, à, ăn bánh chú chiên không bo? Vô bàn luôn hả? Cá thòi lòi nướng muối ớt là hết sảy con bà Bảy luôn. Rồi bắt Mười với cô Bảy bao sầu hết bánh chú chiên luôn. Giòn. Cái nào cũng giòn hết trơn á, để tới ngày mai nó cũng còn giòn luôn á. Dạ, nó không có bị xèo. Có nữ này nó bánh rồi để thế này. Thiệt, ông tin cô Bảy để thôi, giòn lắm. Cái nhiêu nè? 6 cái 12.000, tính 10.000 thôi. 6 cái 5 cái tặng 1. Chuối chưa được mùi không? Chuối mùi quá chiên không được cô Bảy, nó gã trơn à. Tại con chắc tại con không khéo. Rồi, cảm ơn Mười luôn. Chứ mà cái này cứng quá bà cô đâu ăn được đâu. Này chỉ có mình phái thôi chứ người già là không có phái à. Thôi con đi bán nữa à. Lát ăn hết về mua tiếp. Nè ăn đi con. Ăn đi, bà mở cho đó. Mắc cỡ gì? Rồi đi luôn cô Bảy ơi. Đi bắt Mười, đi bắt Mười ơi. Còn nhiêu đây bán chút xíu nữa hết rồi. Dạ, chắc chưa bán đắt. Mà tại là không kịp cô Bảy ơi. Bánh chuối chiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Ô, bánh chuối chiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Bánh chuối chiên không? Chế bán bánh chuối chiên. Cái 2.000 đang đút cơm em á hả? Hai đứa sanh đôi luôn hả? Gái không hả? Họ thấy cưng á ha, ăn mấy cái? 10.000 nha, 5 cái. Năm cái chứ lên tặng cho 1 cái nha. Đó, 5 cái tặng 1. Biết nói chuyện chưa? Sơ sơ. Biết nói sơ sơ hả? Chứ Linh thói 10.000. Hai đứa xanh đôi luôn. Trắng tươi thế, thấy ghét quá ha. Bye bye, cô Linh đi à. Ăn cơm giỏi quá ta. Bánh chú chen nóng hỏi vừa thở vừa ăn đây bà con cô bác ơi. Bye bye nha. Bye.
Dạ em bán bánh chuối chiên chị Hai ơi. Bánh chuối chiên em. Ông ấy lấy lít rượu ra mình là đứa không ngồi đứa không rượu nè. Đi bán bánh mà ngủ nhậu luôn. Là như là nhậu dữ lắm vậy á. Dạ cái 2.000, 5 cái tặng cái. Dạ 10.000 5 cái tặng cái là 6 cái. Rồi bỏ tiền cho đồng lưng. Muốn lựa bánh không lựa. Cái nào cũng như nhau mà có điều hình dáng nó hơi xấu. Chiên không có khéo, mới lần đầu tiên chiên à. Rồi 5 cái tặng cái là 6 cái. Rồi cảm ơn chị Hai nha. Còn nhiêu đây đi dài dài về chổng bán. Bán khúc đằng kia chưa? Đằng đẳng hả? Chưa, bán đằng này không ạ. Đẳng không quen, sợ không ai mua. Rồi em loại thôi, loại dài dài về cũng hết à. Còn mấy cái à, không hết để dành ăn luôn. Dạ bán bánh chuối chiên anh Hai ơi. Tưởng đâu ai tính ngủ mua bánh nữa rồi đó. Em về chị Hai, em về anh Hai. Bánh chuối chiên không hỏi gì thổi gì ăn nè bà con cô bác ơi. Giờ lấy bánh chuối chiên lấy rượu ra nè tiếp khách. Hết lít mới về, hết như bánh này mới về. Chơi chơi à. 10.000 năm cái tặng cái luôn nha. Tặng nó hả? Tặng luôn, khuyến mãi, bồ ruột mà. Rồi còn nhiêu đây hết rồi đó. 5 cái tặng cái, còn 2 cái về nhà ăn. Về nhậu với bánh chuối chiên phải không? Hai người cũng nhậu được luôn. Rồi đây bánh đây. Chơi mình hẹn nhau bữa nào đi. Bữa nay từ bữa nay hơi mệt đi bán bánh hơi ế còn 2 cái. Ăn thử bánh thôn nữ Lào mày ngon lắm, giòn lắm. Về cô Tho, cảm ơn cô Tho. Rồi, ăn ngon mai mốt người ta mua nữa chứ ăn ngon người ta đâu mua nữa. Dạ vậy là hết luôn rồi đó. Về luôn, cảm ơn cô Tho, người cuối cùng ủng hộ. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, vậy là Linh bán cũng xong rồi đó ông bà cô chú. Còn 2 cái nữa về dọc đường Linh gặp ông chú, Linh tặng ông chú luôn. Để Linh coi thứ bữa nay là Linh bán được bao nhiêu tiền. Nhóc tiền hết trơn luôn. 10.000, 20, 30, 40, 50, 70, 120, 130, 140, 150, 160, 160 rồi. 170, 2, 4, 6, 8, 10, 108. Vậy là Linh bán được 185.000 ông bà cô chú các bạn, 187.000. 187.000 ông bà cô chú các bạn, vậy là chắc bán được một được 185.000 á, mà của Linh là có 100.000. Vậy là của Linh có 102.000, vậy là Linh bán được 85.000 ông bà cô chú các bạn. Rồi bây giờ thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video này tại đây ha. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn, các em nhỏ vào những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.